Rồi. Anh ơi, quân tài hay giùm tôi em, cái tài bé quá. Trời ơi, không biết con. Ê, Mỹ Dương đang học đâu rồi? Mỹ Dương đang học, em có hạnh phúc không? Em mời chị Mỹ Dương đang học nữa. Em mời chị đang học, em mời chị đang học. Nam Thiên ơi, em đứng đây em nhìn hoa được mặt hả? Mời chị đang học. Ok, Vũ Thanh Tùng nè. Oh, Đại gia Mì Cay nè. Đạo diễn Lúc Con nè. Minh Xù nè. Đúng nè. Quay nhà mấy trời ơi, tụi bây giờ mấy cây là dành cho những người đã chưa có người yêu hay gì. Không, có người yêu cũng được. Nhưng mà cái đó hoa này rất là đặc biệt nha. Person right now. So, let's count out.
Quá mệt mỏi đi.
bằng sự mãnh liệt. Kelly đã giành chị ơi, cảm xúc của chị như thế nào khi mà giành được cái món hai túi hôm nay? Sao rồi, em ơi, rồi, đưa em chị sắp lấy chồng rồi, rồi cũng nhận đi lấy chồng nha. Lấy chồng luôn. Dạ thôi em mệt quá rồi. Thì năm thì năm. Hôm nay kìa, hôm tháng rồi. Hôm nay kìa lấy chồng nha mọi người, còn lúc năm sau. Hai chị mất rau. Bây giờ thì mình chuyện cưới thì báo cho mọi người biết cho mọi người chuẩn bị tiền, mọi người đi dành cho mọi người mai đồ này chưa? Cuối năm nha. Mọi người ơi, Kelly nhập được hoa rồi, cuối năm Kelly cưới mọi người chuẩn bị tiền nha. Thôi mọi người đi tìm nhà thật rồi. Ok ok. Tụi con có tiền mà mắc cười quá.